phú quý, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. Nhân dịp đầu xuân năm mới, báo cho Giáp Dần một tin cực vui là bạn sẽ giàu có, sẽ phát tài, sẽ kiếm được bội tiền nếu kịp thời thỉnh đá Phật Di Lặc phong thủy trước ngày mùng 10 Tết. Là bởi vì theo điểm báo tử vi, trong năm 2023, tức tháng 1, tháng 2 và tháng 3 âm lịch là thời điểm cung tài lộc mở, cung con cái thuận, cung đào hoa vượng, tốt cho mọi dự định, kế hoạch và mong mỏi của bản thân. Đây là thời điểm không nên chần chừ mà cần mãnh liệt tấn công. Thăng hoa một khắc, thuận may một đời Giáp Dần nhé. Hôm nay mở cửa làm phước, trợ thỉnh không lấy tiền công cho riêng nam Giáp Dần 1974. Phật Di Lặc bảo vệ bản mệnh Giáp Dần bất khả xâm phạm. Khi mà Giáp Dần mang theo đá Phật Di Lặc bên mình sẽ mang lại cho bạn những lợi lộc về tài chính, lợi lộc về kinh doanh và sẽ bảo vệ cho Giáp Dần tránh khỏi những bùa ngải, tránh khỏi những điềm xui hoặc là chơi với bất cứ ai thì họ cũng không lợi dụng mượn tiền mình được. Tránh những điều đó xảy ra để cho mình khỏi hao hụt tiền bạc, mất tiền, mất của. Giáp Dần không cần phải chuyển tiền trước, được kiểm tra hàng trước mặt shipper, hàng chuẩn y hình thì mới phải thanh toán tiền. Tại sao lại phải thỉnh Phật Di Lặc trước khi thời tới? Là vì đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Bạn thỉnh sớm thì may mắn sẽ đến sớm, tạo bước đệm vững vàng cho cả năm 2023, may mắn làm ăn thuận lợi, đầu năm rước lộc về nhà, cả năm buôn may bán đắt. Người làm thuê thì được tăng lương, người buôn bán thì được đắt hàng, người bệnh lớn hóa nhỏ, bệnh nhỏ tự tiêu tan, người đòi được nợ, người trả được ơn, người cầu được con, người có được gia đình hạnh phúc. Tất cả là người thật việc thật, có tên địa chỉ rất rõ ràng. Họ là những minh chứng sống cho sự linh nghiệm của Phật Di Lặc phong thủy. Để mà nói về độ linh nghiệm của đá Phật Di Lặc, tôi xin thưa, chỉ sợ là các bạn không thỉnh Phật Di Lặc ở đây thôi. Còn nếu đã thỉnh ở chỗ tôi thì chỉ có lộc hoặc là rất nhiều lộc thôi các bạn nhé. Hơn 10 năm qua, đã có hàng ngàn người tìm đến chúng tôi xin thỉnh đá Phật Di Lặc và có được một cuộc sống như ý họ mong muốn. Tiếng lành đồn xa, vậy nên tôi cũng không cần phải quảng cáo nhiều. Có nhiều bạn thì nhắn tin cho tôi xin thỉnh đá Phật Di Lặc nhưng lại nói sao đắt thế. Tôi xin thưa rằng là đá quý thì không rẻ, mà đá rẻ thì không quý. Hơn nữa, Phật Di Lặc ở đây đã được kiểm định bởi các viện nghiên cứu đá quý hàng đầu của nhà nước, chứng thực đây là đá thật được mang về từ vùng núi linh thiêng nhất, tích tụ những tinh hoa của trời đất, đem đến nguồn dương khí tốt nhất, linh nghiệm nhất cho bản mệnh của bạn. Bạn sẽ chỉ nhận được giấy kiểm định đi kèm khi mua Phật Di Lặc tại đây, còn những nơi khác thì không bao giờ có. Tôi dám khẳng định với bạn là như vậy. Và cũng có người không tin, nói rằng không làm thì làm gì có tiền, ngồi đấy mà đòi may mắn. Tôi hỏi bạn, bao lâu nay bạn làm việc quần quật nhưng có ra tiền không ạ? Bạn có mệt mỏi không ạ? Tôi nói thật nhé, tiền bạc không phải là tất cả, nhưng không có tiền, vấp ngã, chả ai nâng. Nếu bạn muốn thoát khỏi cảnh khó khăn, bạn muốn chứng tỏ với người bạn đời, bạn giỏi giang, bạn độc lập, vậy tại sao cơ hội mà trời Phật trao cho bạn, bạn lại để tuột mất? Bạn nên nhớ là trời Phật sẽ chỉ độ cho những ai chăm chỉ và thiếu đi may mắn, chứ không thể độ cho những ai lười biếng, không muốn làm mà chỉ muốn hưởng thụ. Vậy nên Giáp Dần nào mà thấy mình đang xui xẻo thì hãy thỉnh Phật Di Lặc ngay. Thỉnh sớm thì may mắn đến sớm. Phát giá giảm 40% từ 1 triệu chỉ còn 699.000 đồng. 699.000 đồng cho một mặt dây, một móc bạc. Phải nói thật là không có mức giá nào tốt hơn ở đây. Ngay lúc này tôi dám khẳng định với bạn là như vậy. Đặt hàng ngay tại đây, tôi sẽ miễn phí vận chuyển đến tận nhà cho Giáp Dần. Giáp Dần có biết vì sao mà những người càng giàu họ lại càng tin và hay đi đền chùa để kêu cầu không ạ? Là bởi vì họ tin vào phong thủy, tin vào tâm linh. Chỉ có phong thủy mới mang lại cho họ những điều mà không thể nào lý giải được. Các bạn có thể không tin cũng không sao, nhưng đừng bao giờ báng bổ thần thánh, bởi vì khẩu nghiệp chính là một trong những nghiệp nặng nhất đời người. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành bạn nhé. Còn tôi dám khẳng định với bạn, tin vào phong thủy, bạn được nhiều thứ hơn là mất. 699.000 mà đổi được một cuộc đời mới, một cuộc sống mới thì là rẻ hay là đắt ạ? Tự bạn suy ngẫm. Phật Di Lặc của chúng tôi đã được khai quang rồi. Hơn nữa còn được kiểm định chất lượng bởi các viện nghiên cứu đá quý của nhà nước.
thì các bạn còn lo gì nữa nào? Khi nhận thì bạn chỉ việc đeo lên cổ này, hoặc là cho vào ví tiền, miễn là các bạn luôn mang theo bên mình thì vận may sẽ tới. Tôi chỉ dành riêng ưu ái đặc biệt này cho 50 người chưa có nhà, vẫn đang phải đi ở thuê với mức giá chỉ là 699.000 đồng. Vì thỉnh xong Phật Di Lặc thì mọi người đã mua được nhà hết rồi. Nên ở đây tôi chỉ trợ thỉnh cho những người chưa có nhà thôi. Xin lộc làm ăn thôi nhé. Đây là mức giá chỉ vừa đủ để trả tiền đá và tiền công thợ chế tác. Bởi vì họ thực sự đã dành rất nhiều những tâm huyết để có thể tạc, đục, mài, rũa rất tỉ mỉ thì mới có thể đưa ra được hình hài của Ngài Di Lặc thực sự sắc nét. Giáp Dần muốn thỉnh đá Phật Di Lặc phong thủy, hãy nhấn vào đường link bên dưới để lại thông tin đặt hàng cho tôi. Tôi sẽ dành suất ưu đãi cho 50 Giáp Dần đặt hàng sớm nhất.